Jin, cô hàng xóm bảo hai mẹ con còn thông minh, mượn Jin Jin sang đấy chơi với cún mấy ngày để cái mấy em bé thông minh. Hả? À, con đồng ý đi à? Được rồi, thế đi lên, lên, lên mẹ làm đẹp cho ha, làm đẹp đi đi ha. Ừ, rồi. Ê, chưa bảo dạng, chưa bảo ngồi đấy thôi. Con ngồi đấy nhìn mẹ làm đẹp cho Jin Jin là được rồi ha. Rồi, Jin Jin ngồi dậy. Ừ, đúng rồi, không phải cảm ơn. Rồi, mẹ làm đẹp cho để đi ha. Ừ, ai làm đẹp để đi. Jin nhìn đẹp không? À, đẹp à? Đẹp ở đấy đi chơi ha.